mọi người, hiện tại Văn Quỳnh đang có mặt tại sảnh tầng 15 UF cơ sở 141 Điện Biên Phủ. Và sắp tới đây thôi, chúng ta sẽ chứng kiến màn tranh tài của 35 thí sinh vô cùng tài năng tại vòng bán kết của cuộc thi UF Got Talent 2023. Các bạn hãy theo chân Quỳnh để xem có điều gì hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta nhé. Let's go! Top 35 vòng bán kết được tuyển chọn từ hơn 130 tiết mục dự thi ở vòng loại. Sau vòng thi này, ban giám khảo tiếp tục chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất để tranh tài cho ngôi vị cao nhất của UF Got Talent 2023. Vì vậy, mỗi thí sinh đều tận dụng tối đa cơ hội lần này để ghi điểm cùng khán giả và ban giám khảo. Tina đã dành khoảng 3 tuần để có thể tập luyện với Ben và dẫn bài. Ngày hôm nay mình rất là hài lòng, mặc dù là chưa biết kết quả và đang rất là hồi hộp và hy vọng là sẽ có một kết quả tốt. Không chỉ các thí sinh mà các khán giả, cổ động viên đang cháy hết mình với các tiết mục các bạn ơi, và đội ngũ cổ động viên của UF đang cổ vũ hết mình bằng cả tính mạng luôn. Chào các bạn, thì các bạn có thể cho Quỳnh biết là cảm nhận của các bạn về tiết mục dự thi ngày hôm nay như thế nào không ạ? À? Mình thấy các tiết mục dự thi ngày hôm nay được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, rất là cháy và rất là bùng nổ ạ. Em lại thích tiết mục của anh Tất Liêm nhất bởi vì khá là ý nghĩa và chạm được tới trái tim của em ạ. Còn bạn Nam thì sao nè? Em thì lại thích tiết mục Yo-Yo vì nó khá là ấn tượng và độc lạ đối với em. UEF Got Talent 2023 là sân chơi tìm kiếm tài năng được nhà UEF tổ chức với mong muốn khơi dậy khả năng tiềm ẩn của sinh viên trong nhiều lĩnh vực, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng xuất sắc để tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn. Trải qua từng vòng thi, các bạn được thử thách bản thân, giao lưu, học hỏi cùng những người đồng đội cũng như trau dồi kinh nghiệm từ các giám khảo chuyên nghiệp. Vòng bán kết của cuộc thi UEF Got Talent 2023 đã chính thức khép lại và các tiết mục xuất sắc nhất bước vào chung kết sẽ được lộ diện vào ngày 30 tháng 11 tới đây, và các bạn sẽ bước vào đường đua cuối cùng vào ngày 22 tháng 12. UEF ơi, chúng ta hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ cho các tài năng trẻ của nhà UEF của chúng ta nhé.